Chọn tuổi Đồng Thổ làm nhà hướng Tây Nam năm 2020, những tuổi nào hợp với nhà hướng Tây Nam? Ở những video trước, Phong Thủy May Mắn đã giới thiệu đến các bạn tổng quan chi tiết việc xây nhà năm 2020. Hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ phân tích chi tiết về căn nhà hướng Tây Nam, bao gồm các nội dung. Hướng Tây Nam làm nhà năm 2020 có được không? Chi tiết những ảnh hưởng của các thiên tinh tới căn nhà Tây Nam. Với nhà Tây Nam thì những tuổi nào hợp? Chi tiết về việc chọn tuổi Động Thổ cho nhà hướng Tây Nam. Được sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam tại Hà Nội, Phong Thủy May Mắn tự hào là kênh truyền thông về phong thủy chính tông chuẩn chỉ nhất Việt Nam. Thay mặt chương trình Phong Thủy May Mắn, xin gửi lời cảm ơn đến các thầy trong hiệp hội. Nhờ có sự tư vấn tận tình của các thầy mà Phong Thủy May Mắn đã mang lại nhiều kiến thức phong thủy chính tông đến với toàn dân, mang lại cát lành đúng nghĩa theo phong thủy chính tông môn phái. Đầu tiên xét về cát hung vận hạn của nhà hướng Tây Nam năm 2020. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn, mùi, khôn, thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020, sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ. Mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020, sơn mùi 202,5 đến 217,5 phạm vào tam sát nên sơn mùi tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Các sơn, khôn, thân nếu xây mới chọn tháng vượng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi là sẽ rất cát. Việc Đồng Thổ hướng Tây Nam vào thời điểm nào là hết sức quan trọng. Để có được căn nhà đúng phong thủy, Động Thổ nhập trạch đúng thời điểm, cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia. Mọi thắc mắc của quý anh chị sẽ được giải đáp bằng cách nhận xét trong ô bình luận, chat Facebook, Zalo hoặc gọi điện trực tiếp đến hotline của chúng tôi. Về tam sát, mộ long, biến vận sát, chúng tôi đã phân tích rất kỹ ở những video trước. Trong video này, chúng tôi phân tích ảnh hưởng của sao tứ lục đến cát hung vận hạn cho ngôi nhà của bạn. Sao tứ lục ngồi sao ứng với số 4 trong cửu tinh, khi kết hợp với các sao khác thành ra cát hung thay đổi. Sao tứ lục là sao văn khúc, nếu vượng thì tài văn chương lừng danh, khoa cử đỗ đạt, con gái dung mạo đoan trang và lấy được con nhà quyền quý. Nếu suy tử thì phụ thân dâm loạn, đàn ông đam mê tử sắc, gia sản phá bại, phải lang thang phiêu bạt. Tứ lục gặp nhất bạch là sinh nhập. Nếu vượng thì một đời danh giá, đại lợi về văn tài, học hành thi cử đỗ đạt, con cái thông minh, thành tích thường đứng đầu, nghề nghiệp vừa ý, tài vận thuận lợi. Nếu suy thì dễ mắc bệnh phong hoặc dâm đáng vì tử sắc mà hư bại, gây ra tiếng xấu bên ngoài, hoặc vợ vô sinh, có con thì cũng chết yểu. Tứ lục gặp nhị hắc là khắc xuất, nếu vượng thì tương đối giàu sang, vợ nắm quyền trong nhà, con cái đông. Nếu suy thì vợ ngỗ nghịch, khắc mẹ chồng và ức hiếp em chồng. Không khí gia đình nặng nề, không vui, người nhà thường hoảng loạn, dễ mắc chứng đau dạ dày, bị chó dại cắn. Mẹ chồng, nàng dâu, chị em dâu chồng thường hay xích mích, mẹ già gặp tai ương, sự nghiệp suy bại, gia phong càng lúc càng xấu đi, hoặc có người xuất gia làm đi. Tứ lục gặp tam bích là tị hòa, nếu vượng thì âm dương phối hợp đúng phép, gia đạo êm ấm, con cái thuần hòa, sự nghiệp thuận lợi, tương đối giàu sang. Nếu suy thì vợ chồng hay cãi vã, xích mích, người nhà thường có ý làm tăng ni, xuất hiện kẻ sống lang thang chẳng ra gì, thường mang bệnh dị ứng hoặc có tật ở tay chân. Sao tứ lục gặp tứ lục là tị hòa, nếu vượng thì hai sao văn khúc cùng đến, con cháu thành tích nổi bật, có tin mừng về thi cử. Đại lợi về tài văn chương, làm quan văn khá nổi tiếng, nếu suy
thì phiêu bạt khắp nơi hoặc trở thành tăng ni. Đàn ông xa nhà bôn ba, sống nơi chân trời gốc bể. Người nhà dễ bị bệnh phong, quả phụ làm chủ gia đình. Tứ lục gặp ngũ hoàng là khắc xuất, nếu vượng thì có tài văn chương giàu có, sự nghiệp thuận lợi. Nếu suy thì ham ăn ham uống, ruộng vườn bỏ hoang, cảnh nhà ảm đạm buồn tẻ. Nữ chủ nhân thường hay đau ốm, có ý hướng xuất gia, khó sinh và khó nuôi con cái, gia đạo lụi bại. Tứ lục gặp lục bạch là khắc nhập, nếu vượng thì quan binh không dám đụng đến, được mọi người đối đãi tử tế, gia đạo êm ấm, tài lộc có đủ. Nếu suy thì cha chồng ngược đãi con dâu, dễ khiến con dâu phải bỏ nhà ra đi. Người trong nhà thường tranh chấp nhau, dễ mắc bệnh gan, mật và thương tật ở tay. Tứ lục sóng đôi là tượng dịch mã, nên người nhà dễ phải tha hương, dày đây mai đó. Nặng thì có thể bị đày. Tứ lục gặp thất xích là khắc nhập, nếu vượng thì vợ nắm quyền hành, táo bạo hơn người nhưng tích lũy được nhiều tiền của. Nếu suy thì nam nữ đa dâm, con cháu học hành chẳng ra gì, dễ bị bệnh thổ huyết mà chết yểu. Ra ngoài gặp nhiều thị phi, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, dễ phạm kiếp sát đào hoa. Tứ lục gặp bát bạch là khắc xuất, nếu vượng thì vợ hiền dạy con thảo, của cải chất thành núi. Nếu suy thì người nhà có người ở trong rừng núi sâu làm ẩn sĩ hoặc vào chùa làm sư. Con cháu nhiều bệnh tật, học hành không giỏi, dễ mắc bệnh viêm mũi, bệnh phong hoặc bị rắn hay chó cắn. Sao tứ lục gặp cửu tử là sinh xuất, nếu vượng thì hợp với kim tiên thiên, được tài lẫn quý, xuất hiện kẻ sĩ văn chương nổi tiếng. Nếu suy thì thường bị đau mắt hoặc hỏa hoạn tai nạn. Đàn ông dễ rơi vào cảnh ngộ, bị gian dâm mà gia sản lụi bại. Các bạn vừa theo dõi cát hung của sao tứ lục. Tiếp theo chương trình là việc chọn tuổi hợp với hướng nhà Tây Nam. Hướng Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, vậy nên hợp với bộ tam hợp dần ngọ tuất. Vì vậy, những người thuộc bộ tam hợp dần ngọ tuất ở trong nhà này rất vượng. Ngoài ra, hướng Tây Nam còn hợp với tuổi Bính Tý, Bính Thìn, Bính Thân. Vậy, kết luận các tuổi hợp với căn nhà hướng Tây Nam bao gồm Bính Tý, Bính Thìn, Bính Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Nếu anh chị thuộc các tuổi trên, hãy chọn cho mình hướng nhà Tây Nam nhé. Về việc chọn tuổi đồng thổ cho nhà hướng Tây Nam, với hướng Tây Nam thì kiêng kỵ tuổi Dần động thổ vì phạm phải long sinh bát sát nên tuổi này đồng thổ sẽ không được cát. Ngoài ra, việc chọn tuổi đồng thổ làm nhà nên tránh các tuổi kim lâu, hoang ốc, tam tai, cách tính phong thủy may mắn đã trình bày ở những video trước. Các bạn xem lại nhé! Trên đây, phong thủy may mắn đã trình bày cho các bạn tất tần tật về căn nhà hướng Tây Nam, từ việc cát hung ngôi nhà năm 2020 Canh Tý đến việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi hợp với phương hướng nhà Tây Nam. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sự thành công của phong thủy may mắn ngày hôm nay phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ và góp ý tâm huyết nhiệt tình của bạn. Để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn, anh chị hãy để lại ý kiến của mình trong mục bình luận ở bên dưới video. Hãy liên hệ trực tiếp với chương trình nếu bạn muốn tư vấn về phong thủy, tử vi, bát tự, tứ trụ và các dịch vụ phong thủy tâm linh khác. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được kiến thức phong thủy mới nhất mỗi ngày. Một lần nữa, xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.